Thưa quý vị và các đồng chí, với vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền, ngành công an với nhân dân, trực tiếp làm công tác dân vận, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Trong những năm qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh và công an các địa phương làm công tác xây dựng phong trào luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, nỗ lực khắc phục khó khăn để cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào, đã xuất hiện những điểm sáng mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở các địa bàn dân cư, khẳng định vai trò tham mưu có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện tính linh hoạt, sáng tạo và tâm huyết của những người làm công tác này. Với chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã luôn bám sát địa bàn, tích cực phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban ngành đoàn thể các cấp và các đơn vị sản xuất kinh doanh đóng chân trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng. Do đó, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng, tổ chức thực hiện dưới các hình thức phong phú, đa dạng, ngày càng thu hút được đông đảo người dân tham gia. Lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số địa phương đã nỗ lực đổi mới phương pháp tiếp cận phù hợp với nhóm đối tượng, áp dụng triệt để các phương tiện kỹ thuật cùng với ứng dụng công nghệ, tạo sự sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn được người nghe vào các nội dung cần tuyên truyền, tác động mạnh mẽ vào nhận thức, góp phần thay đổi hành động, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở. Điển hình như lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Vũng Tàu. Với đội ngũ cán bộ có năng lực tốt, giàu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, trong những năm qua, lực lượng này đã tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, coi đây là một trong những biện pháp trọng tâm, cốt lõi trong phòng ngừa tội phạm. Thông qua công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực chấp hành pháp luật và nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm dưới các hình thức, lực lượng làm công tác phong trào Công an thành phố Vũng Tàu đã góp phần quan trọng trong giữ gìn và bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Trong những năm qua, thành đoàn và đội phong trào của thành phố phối hợp để tổ chức các lớp tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về tai nạn thương tích và phòng chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trong các trường học. Và mỗi năm thì ban chỉ đạo hè các phường xã cũng phối hợp với lại đội phong trào của công an thành phố để tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và thanh thiếu nhi trên địa bàn phường. Thì thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật, các bạn đoàn viên thanh niên và đặc biệt các em thiếu nhi đã thay đổi được nhận thức của mình để từ đó tránh xa các loại tội phạm, nắm bắt nhiều hơn về pháp luật, đặc biệt là bảo vệ cho bản thân mình. Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh và Công an các địa phương đã chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng mô hình bảo đảm an ninh trật tự. Trong những năm gần đây, các mô hình được tập trung đánh giá, chọn lọc những mô hình phù hợp, mang lại hiệu quả cao với từng địa phương, lĩnh vực, chuyên đề, được chỉ đạo nhân rộng. Trên thực tế, mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển đa dạng, phong phú, có tính xã hội hóa cao, đã phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, là cơ sở để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Một số mô hình hoạt động tốt, đạt hiệu quả nổi bật đã được nhân rộng toàn tỉnh như mô hình camera an ninh, liên gia tự quản phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại chung cư, nhà cao tầng, biệt thự cho thuê nguyên căn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học, xã nói không với ma túy, v.v. Trong đó, mô hình camera an ninh trên địa bàn tỉnh được Bộ Công an đánh giá cao. Một mô hình mới cũng đã được xây dựng và sớm phát huy hiệu quả bởi tính kết nối linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế do đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào Công an huyện Đất Đỏ tham mưu, đề xuất và phối hợp thực hiện. Đó là mô hình Zalo kết nối toàn dân, bình yên cuộc sống. Mô hình được thực hiện từ tháng 6 năm 2020 và nhanh chóng được triển khai rộng rãi ở các địa bàn dân cư. Theo đó, mỗi khu phố, ấp dân cư là một nhóm do cán bộ cảnh sát khu vực, trưởng hoặc phó công an xã hoặc trưởng ấp làm trưởng nhóm. Với tính năng cho phép nhắn tin cùng lúc với nhiều người có mặt trong nhóm,
Nội dung đăng tải trên các nhóm Zalo là những thông tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự nổi lên trên địa bàn. Tuyên truyền các cách phòng chống tội phạm, các phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, thông báo truy nã, truy tìm các đối tượng và các vấn đề khác liên quan đến đời sống xã hội trên địa bàn. Mô hình này đã được người dân tích cực tham gia, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Từ khi mà Zalo kết nối toàn dân do công an huyện đó thành lập ra tới giờ thì cô thấy là rất là thiết thực và hiệu quả. Chẳng hạn như cụ thể là trong tình hình dịch bệnh hai năm vừa qua thì mình thực hiện chỉ thị 15 và 16 thì mình không có đi lại được thì mình thông qua Zalo này mình cũng đã báo cho dân biết ngày giờ để mà đi test nhanh đó hoặc là đi chích gì đó, tuyên truyền tình hình mà tội phạm để cho nhân dân mình đề cao cảnh giác hơn. Qua trang này người dân mình đã nắm bắt một cách rất là kịp thời và nhanh hơn là những năm trước mà chưa có trang này. Với sự tiện dụng, phù hợp và an toàn, mô hình Zalo kết nối toàn dân của huyện Đất Đỏ cũng đã nhanh chóng được nhân rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương. Qua đó, đã khẳng định vai trò tham mưu của đội ngũ làm công tác xây dựng phong trào ở cơ sở, thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình làm nhiệm vụ. Trong thời gian qua đã áp dụng mô hình là nhóm Zalo, xây dựng 40 nhóm Zalo tương ứng với 40 ấp khu phố trên địa bàn huyện với hơn 10.700 người tham gia, đại diện cho hơn 50% số hộ dân trên địa bàn huyện. Các cái mô hình ứng dụng là do lực lượng xây dựng chào toàn dân bảo vệ Tổ quốc là triển khai luôn được cấp ủy đảng chính quyền địa phương ủng hộ và đạt hiệu quả. Cái chất lượng về cái phong trào toàn dân bảo vệ nền Tổ quốc là được là nâng cao rõ rệt. Cũng trong thời gian qua, lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã chú trọng công tác thi đua khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố. Tham mưu tổ chức thành công Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 hàng năm với nội dung thiết thực phù hợp với từng vùng, địa bàn, khu dân cư. Lực lượng công an các cấp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình khó khăn về kinh tế, thăm hỏi người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng trong tỉnh. Đồng thời, đã trao nhiều phần quà cho các đối tượng là con em gia đình nghèo học giỏi, hộ gia đình nghèo, các đối tượng hoàn lương, lực lượng dân quân, dân phòng có hoàn cảnh khó khăn. Để tiếp tục xây dựng và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển và có nhiều điểm sáng hơn nữa trong thời gian tới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào phải không ngừng nâng cao năng lực, trình độ và cả tâm huyết với nhiệm vụ này. Lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Và quan trọng nhất, lực lượng phong trào là phải có kỹ năng tiếp xúc, kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân và phải có trình độ nghiệp vụ, phải nắm vững được các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước để là truyền tải, để tuyên truyền, để phổ biến, để vận động nhân dân. Lực lượng xây dựng phong trào phải có tinh thần nhiệt huyết, là say mê với công việc và phải là sẵn sàng cống hiến cái sức lực của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mong rằng cùng với việc nâng cao năng lực của cán bộ, chiến sĩ, hiệu quả công tác xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.